Rồi xin chào chị gái nhé. Rồi chị cho em biết là hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chích Dương ghi hình và đăng tin là tìm ai vậy chị? Tìm Nguyễn Ngọc Bút. Nguyễn Ngọc Bút ha. Đúng rồi. Rồi. Chị cho em biết này, cái người Nguyễn Ngọc Bút này là họ tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bút đúng không? Đúng rồi. Năm nay là bao nhiêu tuổi, sinh năm mấy chị? Sinh năm 58. Sinh năm 1958. Đúng rồi. Dạ, nguyên quán người ta ở đâu chị? Nguyên quán là Thanh Hóa. Nguyên quán là Thanh Hóa. Dạ. Còn hiện nay người ta sinh sống ở đâu chị? Sinh sống ở K5 Lộc Ninh. Ở K5 Lộc Linh, KT5 Lộc Linh, Bình Phước. Dạ. Chị cho biết là cái mối quan hệ chị với lại anh ta là quen nhau lâu chưa? Quen từ đầu 2016 đến giờ. Từ 2016 đến giờ phút này. 2016. Là quen, là quen, là yêu đương đúng không? Đúng rồi. Chị quen người ta, anh ta trong cái tình huống nào vậy chị? Thì gặp anh ấy là tình cờ là. Chị gặp ở đâu? Gặp anh ấy đi làm của bảo vệ của Trung Hà. Thế khi tôi bán ở ngoài chợ thì anh ấy. Chị bán hàng ngoài chợ đúng không? Đúng rồi. Chị gặp tại anh ta là bảo vệ. Đúng rồi. À. Trong quá trình chung sống thì đến chị quen anh ta là lúc gặp bảo vệ này là anh ta làm quen với chị hay sao? Đúng rồi. Làm quen nhau lâu mới đến với nhau. Quen nhau cũng được 6-7 tháng. Ồ, 6-7 tháng cũng thời gian rất dài ha. Rồi anh ta có lúc bây giờ quen anh ta thì chị thấy cái tình cảm anh ta dành cho chị nhiều không? Nói chung là cũng được thì mình mới đến với nhau. Thì anh cũng dành tình cảm cho mình. Chị nói chuyện lớn hơn tiếng đâu. Thì anh ấy dành tình cảm đến cho mình thì nói chung là cũng chẳng có gì. Trong quá trình quen nhau thì vẫn bình thường thôi. Việc hai người làm. Cơm hai người ăn? Không, ăn thì ăn chung. Ở chung? 6 tháng sau là anh ấy dọn về. Ở chung với chị? Ở chung. Ở chung với chị là chị có nhà không hay là ở trọ? Có nhà, về nhà chị ở? Đúng rồi. Ồ, chị trước đây có chồng chưa? Có rồi. Có chồng rồi. Rồi chị, cái thời điểm mà chị ở với anh ta là chị ở một mình hay sao? Thì ở với anh đó là ở. Chị nói chuyện lớn lên được không? Có ông bố, có ông bố ruột vào đây. Bố chị nữa đúng không? Đúng. À, sống chung với anh ta và cùng với chị. Đúng. Là sống chung với nhau như vợ chồng đúng không? Đúng. À. Anh ta làm nghề chính là nghề gì chị biết không? Hay là bảo vệ? Bảo vệ vừa chạy xe. Chạy xe gì chị? Xe 7 chỗ. Nó bé quá rồi nghe đâu. Xe 7 chỗ, xe du lịch đúng không? Xe du lịch 7 chỗ. Ờ, chị nói chuyện nhỏ vậy. Trước đây chị nói chuyện lớn không? Thì cũng nói như vậy thôi. Chuyện nhỏ em không nghe được cái gì. Thì vẫn cứ nói bình thường vậy thôi chứ không có nói lớn. Ờ, vậy em không nghe được. Anh ấy chạy xe 7 chỗ. Anh chở khách đúng không? Trước thì có chở khách nhưng mà sau này thì cũng tôi không liên lạc được, anh ấy chặn hết số. Không, bây giờ thì không liên lạc được là không nói rồi, nhưng mà chị quen anh từ 2016. Đúng rồi. Là chị quen bao thời gian thì không liên hệ, không liên lạc được. Từ được mấy tháng? Lúc mới mùng 9 tháng 9 2022 là làm trở về đây là anh mới chặn số, còn trước này là vẫn liên hệ bình thường. Vẫn liên lạc bình thường. Còn là trên dưới 1 năm nên là anh chặn số chị. Chặn số là anh đi luôn á. Và từ 2016 2020 là 4 năm. Đúng từ rồi. 4 năm đến 2022 là 6 năm. Đúng rồi. Chị quen anh ta liên tiếp là 6 năm nào sống với nhau như vợ chồng. Đúng rồi. Sống tại đâu chị? Sống tại Tân Uyên Bình Dương. Sống tại Tân Uyên Bình Dương. À. Anh ta là làm nghề tài xế xe. Vừa tài xế xe vừa làm bảo vệ. Vừa làm bảo vệ, anh ta có đưa tiền cho chị phụ giúp không? Không. Anh ta làm nghề thế tại sao tiền anh ta được làm để làm gì? Cái đó anh ấy tiêu về cá nhân của anh. Anh ấy tiêu về cá nhân, chị nói chuyện lớn nào được không? Anh ấy tiêu về cá nhân của anh từ cái hồi anh ở với mình. Thế anh chưa cho đồng mình đồng bạc bạc nào. Thế chị sống với anh ta để làm gì? Bởi vậy chị nghĩ cái tình cái nghĩa thôi chứ. Tình nghĩa là tình nghĩa cụ thể chị. Tình nghĩa là thôi thấy anh cũng. Anh ấy có tài sản, anh có xe. Xe đó xe của anh hay xe của chị mua? Xe của anh. Ờ. Anh đến với chị là khi anh có xe rồi? Chưa, mới mua sau này. Ờ. Tiền ở đâu mà anh có mua xe? Thì anh ở trên K5. Điện thoại của chị trong kìa. Chị tắt điện thoại đi. Rồi chị đưa điện thoại cho em. Em tắt đi cho. Rồi chị nói chuyện tiếp đi. Rồi khi anh ấy nhà cửa đất của anh ở trên K5 ở Lộc Ninh. Thì anh ấy có mấy sào đất đó rồi anh nói anh bán. Anh bán đi rồi anh ấy nói anh mua xe. Cũng chả biết là anh ấy mua như thế nào. Cũng hình thức đó anh mua anh không cho mình hay. Khi chị đến với anh ta ấy, là anh ta có nói chuyện là anh ta đã từng có vợ có con hoặc là bỏ vợ không? Có. Anh ta nói làm sao? Anh nói là anh có vợ nhưng mà anh không ở với bà. Lý do? Cái đó là vợ
chồng anh ấy chia tay thì cái đó là cũng không biết lý do. Chia tay hay ly hôn hay ly thân? Ly thân, anh còn hai thai, hai thằng con. À ly thân thôi, ly thân là vẫn đi đi về về. Còn ly hôn là chia tay, ly hôn là chia tay luôn. Sao lúc mà mình biết như vậy mình còn lằng nhằng cái mối quan hệ lằng nhằng mà mình quen chị? Khi mà anh ấy thôi bả là cũng được mấy chục năm rồi, anh mới đến với mình chứ không phải là mấy chục năm, nhưng người ta là chỉ là ly thân thôi. Ly thân nhưng mà anh ấy ở trên K5. Nhưng mà vợ anh ta thì nhỏ có đến thăm anh ta không? Mình không biết, không thấy. Bả thì bả ở dưới Đồng Nai với thằng nhỏ thứ hai. Vậy là chị sống với anh ta là liên tục luôn. Ở trong tất cả cái khoảng thời gian mà 5 6 năm liên tiếp như vậy là anh ta không đóng cho chị đồng tiền nào, tiền ăn? Anh ấy ở được vài tháng xong anh bỏ anh đi xong anh đi vài tháng anh lại về. Đi đâu vậy? Có biết được anh ấy. Anh sao thì về chị không hỏi? Thì về hỏi anh ấy thì cứ gây cãi xong lại đi xong lại về vậy. Thế mình xong chia tay luôn, mình ở với anh ta để làm gì? Thì chia tay ông ấy, nhưng cuối cùng là thôi thì ông ấy năn nỉ thì lại cho ông quay lại. Năn nỉ biến luôn, nhấn nút biến luôn chứ mình ở với người ta để làm gì hả chứ? Em hỏi lại chị là lần nữa là chị là hiện nay là chị không có chồng, còn là trước có chồng nhưng mà vì cái điều gì đó là hiện nay không có chồng nữa, ly thân ly hôn rồi đúng không? Đúng rồi. Mà chị muốn đến với ông ta là mục đích chính là có tình cảm để sống với nhau, để lương tựa lẫn nhau. Đúng rồi, về, ở về lâu về dài. Về lâu về dài. Luôn. Ở luôn thì ở luôn thì mình phải đóng góp cho nhau, cho mình thì phải. Vậy cho nên là anh ấy đi làm thì anh ấy cũng không giúp đỡ mình được cái gì. Trong khi đó trong quá trình là khi mà anh ấy quay về thì thôi thì bảo ban làm ăn thì anh ấy có nói là bảo với mình là điện cho ông bà ngoại là mượn cắm cho cái cửa sổ, cắm cửa sổ để làm ăn, cuối cùng làm ăn thua lỗ là anh ấy. Ôi em xin tốt, em ngắt lời chị này. Anh ta sống với chị là anh ta là nghề tài xế, chạy xe dịch vụ, có xe 7 chỗ. Chiếc xe mà em được xem cái xe của chị là chiếc xe đó là 93. Biển số mấy? 93. Bao nhiêu nữa? 28361. 28393, 28361 là xe Bình Phước. À, chiếc xe đó là xe Santa Fe 7 chỗ màu trắng. Đúng không ạ? Dạ. Rồi chị cho biết là anh ta đã từng có xe mà anh ta từng bán tài sản để mua xe, mà theo anh ta chia sẻ với chị như vậy. Mà anh ta đang làm ăn mà anh ta chỉ là làm bảo vệ và chạy xe dịch vụ thôi. Thì anh ta còn làm ăn cái gì nữa mà phải mượn tiền của chị? Thì buôn bán nước ngọt, trà sữa. Rồi là hai người cùng buôn bán, khi mà buôn bán không được. Nước ngọt là trà sữa bán ở đâu? Trà sữa nước ngọt là thuê ở dưới chỗ vòng xoay thành phố mới. Cái gọi là cái chỗ là anh ta bán hay chị bán? Hai người cùng bán luôn. Chị thấy luôn đúng không? Được mấy tháng có bán. Đầu tư hết nhiều tiền không chị? Đầu tư thì mua đồ linh tinh. Anh ta đầu tư, em hỏi lại chị này, anh ta mượn tiền của chị để vay ngân hàng. Đúng chưa? Để đầu tư là một mình chị bán hay là anh ta bán? Cả hai người cùng bán. Ô anh, thế vậy anh ta thì chạy xe thì xe bỏ đâu? Thì lúc đó là không, anh không có chạy xe nữa. Thế xe bỏ đâu rồi? Còn xe không? Còn xe vẫn đậu để nhà, trên nhà tôi. Chính tỏ là nếu mà anh ta mua xe về mà không chạy dịch vụ mà anh ta để không, vậy là chính tỏ anh ta đại gia rồi. Thì nó không chạy, cuối cùng là đậu xe. Cái chiếc Santa Fe đó là trên dưới, mà theo em được biết là trên dưới, xe mới là trên dưới 1 tỷ. Đúng rồi. Ừ. Mà anh ta đã có tiền tỷ mà có từng xe hơi, xe du lịch mà bỏ không như vậy. Đó. Thì em thấy là anh ta rất có, gọi là rất giàu có rồi mà anh ta này tại sao mày anh ta lại đến với chị mà anh ta không đóng góp gì, ăn uống gì, ai người nuôi cơm? Không. Thì đó mình đi bán đi buôn được có nhiêu là nuôi hết vậy, rồi bắt đầu khi mà làm ăn thua lỗ một cái là thuê ở cái chỗ Bồn Vinh, ở cái chỗ thành phố mới, chỗ vòng xoay này rồi bán. Chị cho em hỏi lại này. Thế tại sao chị biết tại anh ta là sống với chị là 5 6 năm liên tiếp như vậy mà anh ta không phụ giúp chị cho chị, mà tại sao chị lại đầu tư cho anh ta làm gì? Ông quay lại thôi thì hai người cũng tính là buôn bán. Tính nhưng mà anh đã góp cho chị đồng nào đâu mà vậy, chị nuôi ông tướng này, ông để ông đạp mái chứ làm cái mẹ gì đâu mà. Nói chung là ông ấy vậy á, ông ấy lừa từ bố mẹ tôi, ông lừa đi vậy á. Rồi ông chặn số hết à. Khi mà mượn được cái mà là sao? Ông ấy không trả. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 52. 52 tuổi mà ông này là 65 tuổi. Đúng rồi. Sinh năm 1958 là 56 năm 66 rồi. Đúng là tuổi theo các cụ ngày xưa người ta tính là 66, đúng là còn bây giờ tính tuổi nhà nước là 65 tuổi. 1958 23 đúng không? 65 tuổi. Mà ông ta sống với chị nuôi báo cô 6 năm liền liên tiếp như vậy. Ông ta đi đi về về như vậy. Mà ông ta có xe du lịch. Có thể là ông chỉ có nghĩ rằng trong vòng nửa năm hoặc là vài ba tháng liền ông ấy bỏ chị như vậy là ông đi cặp với bà khác, ông ở với bà khác, ông đạp mái bà khác. Có ở bà khác lâu rồi. Đó. Trong khi đó khi quá trình ông ấy ở với bà khác thì là ông lại mượn
Ông nhờ tôi là mượn gì tôi 8 triệu bạc để cho ông ấy làm ăn, cuối cùng ông cũng không trả luôn. Mà thế sao chị thì sao chị lại đi mượn tiền cho ông ta chi vậy? Mượn 8 mình triệu cũng làm nghĩ gì? Là cái tình cái nghĩa thì Ông đã bỏ đi rồi. ông ấy đang ở với cái con kia tên là con Mai người dân tộc. Ừ. Mình còn biết rõ luôn mà. Mà tại sao chị biết như vậy mà chị mượn tiền cho ông mình thế? cũng nghĩ là thôi thì cái tình cái nghĩa thôi thì Ông ta ông cho ông năn nỉ ông quay lại thôi, quay lại ông làm ăn ai thì ông quay lại ông lừa ông đi luôn. ông này có cây bùa rồi, ông này có cái ông yểm bùa chị rồi. Thế là về sau này chị ở với ông ta là năm thứ mấy là chị bắt đầu ông ta ngỏ ý mượn tiền của chị hoặc mượn sổ ngân hàng của chị? Năm thứ mấy? Từ năm đầu đến năm thứ mấy? Từ năm đầu đến năm 2 năm Khoảng mấy năm sau? 2021 thì là ông lại quay lại. Từ 16 đến 21 là ông ta mượn tiền. Mùng 9 tháng 9 năm 2022 là bắt đầu mới cắm sổ của ngân hàng. Còn ông ở là ông ở năm ông quay lại. Ông ở với con kia được vài tháng thì em đang hỏi chị này, bắt đầu ông đến sống với chị là giữa năm 2006 à 16. Đúng rồi. Đến tháng mấy năm 22? Về là mùng 8 tháng 8 năm 2021 là ông quay về ông ấy nhờ là vậy là ông đi liên tục, ông đi sao mấy năm liền? Đúng rồi, ông cứ đi ông đi tháng. Mấy năm liền thì chị nhấn nút biến đi luôn, mày biến khỏi cái cuộc ông đời tao luôn vài đi. Tháng ông lại về, ông vài tháng ông lại về, ông cho ông năn nỉ cho ông ở vài tháng. Ông lại đạp mái cho ông lại thích trong là lại về. Cho ông ở tiếp. Ông lại quay chết về. Chết rồi. Ông cứ đi vài tháng ông lại về vậy rồi bắt đầu là khi mà lần cuối cùng này là em hỏi chị này, chị thích ông điều gì? Chị nói chuyện nói đúng thực sự chị thích ông điều gì? Không phải là thích cái điều gì mà tôi thấy tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi thấy là muốn là ở với ông ấy là thôi thì ông ở với ông nhưng mà chị suy nghĩ lại lúc trong thời gian ông đi ấy, chị có suy nghĩ là mình ở với ông này sao lại ông ấy lừa mình mà ông ấy mình không được gì? Thì mình cũng có suy nghĩ nhưng cuối cùng là mình thôi, mình cũng thấy ông cũng tội nghiệp cho ông ở lại thôi, mình cũng nghĩ là thôi thì mình ở với ông ấy cho đến già cả đi thì ông nuôi bà nuôi ông. Ôi trời, ông nuôi mẹ ông nuôi chị được ngày nào chưa? Thì ông không nuôi, ông không nuôi ngày nào. Ông chưa đóng cho chị một đồng tiền ăn nào cả. Đúng mà rồi. Chị nuôi ông để đêm ông đạp mái chứ làm cái gì đâu. Thì nói chung là đấy, ông ấy vậy, ông khốn nạn vậy chứ giờ. Trời ơi, ông đi đi về về thà rằng ông chung thủy với chị, ông ấy làm cái công việc chính đáng nhưng mà tiền ít cũng được. Nhưng mà tối về với chị, sáng đi tối về với chị. Ông làm là ông không thành như ông không có đưa nghề nào hết trơn á. Ông đi làm là ông không có đưa tiền đến thí dụ như là đến ông làm tháng đầu chưa có tiền ha, tháng sau bắt đầu là chờ đến ngày lãnh lương ông đi. Ông đi ông nói ông ấy đi ở ông nó ông là ở làm ông làm cả ngày cả đêm ông ở chỗ làm. Ừ. Rồi ông mang quần áo đi ông ở chỗ ngày chỗ đêm xong ông khi ông hết tiền ông quay về. Đuổi luôn, nhấn luôn luôn. Đi đuổi luôn nhưng cuối cùng là thôi. Trời ơi. Cuối cùng là ông bố nhà mình ông cũng thương á. Thương là thương cái gì? Ông nói thôi giờ thôi cho nó ở lại thì làm ăn lo hai người bảo ban nhau làm ăn vâng vâng dạ dạ cuối cùng là khi mà mượn được tiền của ông cái là nó chặn số luôn, chặn của cả em của biết ông. Là chị thương ông này thương chị, em hỏi thật là chị lại là một lần nữa chị thương ông cái gì nhất? Nói chuyện ngọt không? Ông nói chuyện ngọt ngào không? Thì nói chung ông nói chuyện là ngọt. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi. Ông nói chuyện rất là ngọt. Ông ấy ngọt mỗi lần ông về là ông có van xin chị là xin cho anh xin ở lại không? Anh lại sống với em suốt đời không? Đúng rồi. Ông nói làm sao? Chị nói ông nghe. Ông nói thôi thì bây giờ để cho anh về anh ở đi bảo ban nhau làm ăn để lấy cái sổ ra cho mẹ. Ừ. Anh nói vậy á. Nhưng mà lúc trước là đã sổ đâu, mới sổ đây mà. Mới sổ đây cuối cùng. Ừ, nhưng mà ông đi nhiều lần rồi. Đã đi luôn. Không thì lúc trước thì ông nói là cho ông về ông ở thôi thì mình cũng sợ hàng xóm ta chê cười cho nhà cửa mình nó có rồi giờ cứ trời ơi, nhà chị luôn kia. Đúng rồi. Trời đất quỷ thần ơi, mình có nhà có cửa thiếu gì chồng, thiếu gì người tử tế. Thì đó, thấy ông ấy cũng là người tử tế cuối cùng. Ông ấy tử tế đâu chỗ nào? Không có tử tế chỗ nào đâu. Ông này đầu ông này có tí tóc là đâu mà tử tế. Thì đó, ông ấy lừa đảo vậy. Ông này hói lâu cho chị. Khi mà chị 6 năm trước ấy là 7 năm về trước thì chị đến với ông ta là ông ta hói đầu chưa? Ông hói từ hồi ông còn thanh niên. Ông hói từ thanh niên. Đúng. Ôi trời ơi, mà tại sao chị thích ông cái gì? Mình mới cảm thấy nó hối hận. Bây giờ chỉ muốn là ông ấy quay về để ông ấy lấy cái sổ ra cho ông bà thôi. Khi mà ông ta ngỏ ý mượn tiền của chị là mượn sổ ngân hàng của gia đình chị. Đúng rồi. Thì gia đình chị có đồng ý không? Thì có. Đồng ý luôn. Đúng là vay làm ăn. Đúng là vay là vay bao nhiêu tiền chị? Vay 150 triệu. 150 triệu. Đúng rồi. Ai là người đứng tên vay? Bố mẹ. Bố mẹ chị vay cho chị. Đúng rồi. Để chị lấy tiền đưa cho phi công này, đưa đúng cho ông tướng già này. Vâng. Ôi giời. Xong ông này ông cầm tiền ông đi đâu? Không thì cầm tiền ra để đi mua đồ để trang trải để làm ăn thôi. Làm ăn cái gì? Mua hết không? Chị có thấy không? Chị có hoạch định hết chỗ 150 triệu không? Thì ông ấy mua cái này, ông mua cái kia. Nhưng mà chị có đếm về tính tiền không? Không, 150 triệu thì cuối cùng là 50 triệu không dùng đến thì lại quay lại trả bớt, còn lại 100. 100 triệu là tháng là đóng cho nhà nước là 1 triệu mốt tháng.
1,1%. Đúng rồi. Mà ông ấy không có đóng, ông không có phụ đóng tiền lãi với tiền. Ô em thấy là chị trong cái mối quan hệ này chị có cái gì đó sai sai rồi. Thì đấy, bởi vậy. Từ đầu ngay đầu tiên mà đến 6 năm sống với nhau, sống thử. Em nói cái tình trạng của chị là gọi là sống thử. Sống thử 1 tháng thôi là mình đã nhận ra cái điểm yếu của người ta rồi. Là mình quyết định là đi tiếp hay dừng. Nhưng mà chị sống với ông ta 6 năm, ông ta đi đi về về mà ông ta đạp má chỗ khác mà ông ta quay về nhỉ. Mà năn nỉ xin chị mà chị vẫn tiếp tục, chị tha cho ông ta lại tiếp tục lừa chị mà chị, ông ta lại đi và ông ta lại quay lại. Thì chị ở với ông ta để làm gì? Bây giờ mình đâm ra mình mới là gọi là cũng ngu. Giờ mới biết là ngu. Đúng rồi. Đầu 2 thứ tóc mới biết là ngu. Chị mới có 1 thứ tóc rưỡi à? Năm 2 mới có 1 thứ tóc rưỡi à? Em 42 tuổi nhưng em 3 thứ tóc rồi, còn chị mới 1 thứ tóc rưỡi à? Chết rồi, thông minh quá trời ơi. Gia đình chị tại sao lúc bây giờ gia đình chị có chia sẻ mà mình giao tiền cho ông này hoặc giao tài sản cho ông này có tin tưởng không? Gia đình chị có thật tư vấn không? Thì chị nói là thì ông bà cũng tin tưởng mà thôi, thì con đưa cho con đây thì thôi, thì bảo ban nhau mà làm ăn, thì ông có điện vào cho anh ấy. Thì điện vào thì nói là anh cứ nói là thôi thì con đi làm về từ từ thì con lấy sổ ra cho bố mẹ. Anh có nói vậy ấy. Cuối cùng là làm ăn thua lỗ cái là ông ấy quấn quần nhưng mà áo ông đi. Nhưng mà buôn bán những cái thứ gì 100 triệu em, chị nói em nghe nào. Buôn bán những gì vậy? Trà sữa, cà phê, võng, rồi thuê mặt bằng. 100 triệu sao đủ được? 100 triệu chắc bán cỏ con rồi. Đúng rồi, bán cỏ con. Bán cóc đúng không? Đúng kiểu rồi. Quán cóc đúng không? Thế là không có khách. Xe nước mía, rồi là xe trà sữa, rồi là... Ai là người hoạch định và lên kế hoạch để buôn bán cái đó chị? Ông á. Ông bày ra. Ông có bày là bây giờ mình đầu tư, anh em mình hai vợ chồng mình đầu tư chỗ này là mỗi tháng, mỗi một ngày lợi nhuận bao nhiêu chị biết không? Chắc chắn là phải biết chứ. Thì bán nó cũng ế hả? Không, lúc đầu tiên này, đầu tiên là trước khi làm hoạt động á. Ông ơi, có hàng chung đông công nhân thì cũng cùng đi, hai người đi hỏi thuê mặt bằng, người mặt bằng người tháng là tiền điện. Chị nói chuyện lớn tiếng được không? Tiền điện, tiền ngày, tiền nước nữa là tháng tính vào là 5 triệu một tháng. Ừ. À, thuê được mấy tháng là... Nhưng mà trước khi mà hai người quyết định mà để vay đất, vay sổ đỏ, để vay nhà tài sản á, là hai người lên kế hoạch nào bây giờ một ngày là thu nhập nhiều nhất là thu nhập á nha, tiền lời á, tiền thu nhập được bao nhiêu tiền chị biết không? Tính cho, phải tính mới mở chứ. Cũng không có tính. Ô, không tính sao mở chị vậy? Nghĩ là mình thuê như vậy là bán cho công nhân thì chỉ bán nước mía là 10 ngàn đúng không? Không, em không quan tâm là cái số tiền đầu tư, mà em đang quan tâm là hai người bỏ ra là đầu tư hạ vợ chồng mình. Mình sống quả này là quả này, khoảng một là lên voi, hai là súng ngựa, súng võ, súng quả này, súng súng làm cái. Thì cũng có suy nghĩ là thôi thì còn hơn là đi làm. Hơn nhưng mà chỉ tính là một ngày là lợi nhuận được 1 tỷ à, 1 triệu không? Thì đó cũng nhắm là cỡ khoảng 500 mấy triệu là trang trải hết rồi đấy, nhưng cuối cùng là không được. À đấy, thế cho em phải biết trước rồi. Có nghĩa là mình tính ấy, là gọi là tính chắc cua trong lỗ thôi, trong hang thôi. Là nếu như công nhân hôm nay mà nó xui sao mà công nhân nó nóng lực ấy, là uống nhiều là mình kiếm được 1 triệu mà tháng có 30 tỏi rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Là hai ông bà nó súng xính. Đúng. Nhưng mà ai ngờ là công nhân thì sao thì năm nay là thất nghiệp. Đúng rồi. Đúng, người ta lại không uống, con người ta đang chết đói người ta đâu uống. Đúng rồi. Đúng rồi, vì vậy người ta phải khâu mồm bóp miệng này. Đúng. Để về mua đường mua sữa cho con. Đúng. Mà người ta bóp mồm bóp miệng thì mình cũng chết đói luôn. Đúng. Chính vì lý do như vậy là mình phá sản. Đúng. Gọi là công ty này là công ty phá sản. Đúng chưa? Đúng. Đó, đến giờ là phá sản này xong rồi ông ta bỏ chạy luôn. Đúng rồi. Ôi giời ơi. Chị là chị lên kế hoạch này không hoàn hảo. Nếu trước khi mà chị ở với ông ta hoặc trước khi mà chị đến mà vay mượn này, chị gọi điện cho anh em ở đây, em tư vấn cho chị một câu một chân tình thôi. Em đảm bảo chị là chị sẽ thắng cuộc. Chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà đến giờ phút này là cái câu chuyện đã xảy ra rồi. Đúng không? Ông ấy cao chạy xa bay rồi, ông được ăn được hú ý, vừa ăn vừa chích. Đó. Vừa được ngủ, không mất gì cả. Đúng không? Chị có anh em trước đây là chị quen với ông ta là có anh em nào tư vấn cho chị là cảnh giác ông này không? Gia đình nhà chị ấy, có ai tư vấn gì không? Không, gia đình nhà mình thì không. Do mình quyết định nha. Đúng rồi. Chị quyết định nhà chị thấy là sai lầm chưa? Sai. Đó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. À, bỏ chồng tưởng rằng là gặp là con mình, tưởng là con ếch ngon đúng không? Ếch này là ếch ộp rồi. Ông hứa bây giờ ông hứa với ba mình, ông nói là ông để ông lo cho hết cuộc đời đó. Ôi giời ơi, hứa gì mà hứa, ai mà chả hứa được. Đó. Em hứa là em bây giờ em lấy 1.000 bà vợ cơ. Nhưng mà quan trọng mình hứa được cho mình có thực hiện có lui được cái này hay không. Đó. Đúng chưa? Đúng rồi. Ông xạo á. Đó, giờ hối hận không? Giờ hối hận đấy. Bây giờ tổng số tiền là bây giờ chị mất bao nhiêu tiền rồi? Tổng số tiền bây giờ là còn nếu mà cả cái tiền đóng của ngân hàng nữa là hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Đúng rồi. Mà ông trốn luôn. Trốn luôn. Đấy. Tài xế xe hộp đấy đúng không? Đúng. Mà còn đang lừa đảo này. Đấy.
Vậy là đến giờ phút này là chị xác định là ông đúng là ông lừa đảo chị chưa? Thì ông đã đúng của ông lừa rồi, bởi vì ông chặn hết số của mình là ông lừa mình Chặn rồi. luôn à? Giờ không sống với chị nữa. Không sống với mình mà ông còn chặn số của mình, Ôi chặn giời. số của bố của mình nữa. Gia đình nhà mình điện chặn hết, còn ai còn Vậy số là nữa. ông phi công già này là vừa được ăn vừa được ngủ này, vừa được tiền này. Đó. Bây giờ Gia gia đình đình chị chắc rất buồn ha. thì bà mẹ thì mất rồi, còn còn ông bố thì giờ điện không được nữa, thì giờ mình cũng có điện nhờ người này nhờ người kia nhưng mà ông không có phản hồi. Ví dụ như bây giờ thì ông chặn số của mình thì ông phải nói mình tiếng. Zalo ông cũng xóa luôn, Facebook ông cũng chặn luôn, rồi số điện thoại có 2 số ông chặn hết luôn à. Có phải Giờ điên chặn không? hết rồi. Ông chặn hết rồi, Chị nghĩa nhắc là lại cho em này. Ông ta họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Ngọc Bút. Nguyễn Ngọc Bút. Đúng rồi. Sinh năm mấy? 1958. 1958. Nguyên quán ở đâu chị? Nguyên quán ở Thanh Hóa. Nguyên quán Thanh Hóa. Ông đi xe là biển số mấy chị? Một chiếc xe, là 93. xe Santa Fe màu trắng. Đúng rồi. 93. 93 gì? 28361. 93 gì? 93 A, B, C gì? 93 mình cũng quên không nhớ nhưng mà Chỉ biết là 9 93 Bình Phước thôi. 93 của Bình Phước. Rồi, bao nhiêu nữa? 28361. 28361 Đúng. Santa Fe màu trắng 7 chỗ đúng không? Đúng rồi. Đó. Ông ta là Nguyễn Ngọc Bút. Đúng rồi. Đầu trọc. Đúng rồi. Gọi là không có tóc. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Đó. Nguyên quán gốc Thanh Hóa. Hiện nay sinh sống và làm việc tại Bình có thể là cái biển số xe này Bình Phước thì có thể là Ông anh ta đang là có hộ khẩu Bình Phước. hộ khẩu Bình Phước nhưng mà ông ấy đang hiện tại bây giờ là ông đang đi làm ở tại Tân Uyên. Tại Tân Uyên Bình Dương. Đúng rồi. Đến giờ phút này chị mong muốn nhất điều gì hiện nay? Mong muốn ông ấy là bây giờ là ông ấy trả lại cái số tiền cho mình để mình lấy sổ ra cho bà, ông bà. Rồi ông phải lên nhà mình, ông nói chuyện với mình như thế nào cho nó rõ ràng. Đấy. Mình Chị mong còn như yêu anh ta không? không ông ấy đi có người khác thì yêu gì, ông đi mới ở với người ta lâu rồi, ông ở với người khác lâu rồi. Chị phát hiện được bao giờ rồi? Phát hiện là trước khi mở mở mụ thuê bán quán buôn bán thì ông Trước ấy khi đi thuê mà bỏ, chị biết phát hiện rồi tại sao chị ông vẫn đầu bỏ tư? vì sao ông bỏ người ta, ông bỏ nó ông lại quay về với mình thì mới đi Ôi buôn bán giời bởi ơi, vậy. chị ơi này, chị gặp với ông đa Ông tình như ấy này thì làm ở sao? với con này là tên Mai người dân tộc Lúc là mà chị sống với anh ta là chị có yêu anh ta thật lòng mình rất là thật lòng nhưng mà ông này ông lừa mình, không? ông Thế dối ông mình. ấy những lúc mà đêm ấy ở với nhau hai người ngủ với nhau ấy quan mà mình thấy cái tình cảm anh ta dành cho chị có nhiều ít. Thì nói chung là ông vẫn bình thường thôi chứ ông cũng nói chung là ông cũng không có cái nào để mà mình biết được. Ông vẫn cái tình cảm vợ chồng thôi chứ còn ông không có cái gì là cái ý khác là mình không biết được là vậy đó. Khi em đã cảnh báo rất nhiều là khi một người đàn ông hoặc người phụ nữ mà đến với nhau hoặc quen biết ai đó mà muốn đến vợ đến thành vợ thành chồng, cái nhất là người ta ngỏ ý tiền bạc, cái thứ hai là người ta không giúp gì cho mình thì tốt nhất là dẹp, chấm dứt hợp đồng luôn, ngay lập tức đuổi luôn, tức quân tịch. Mà đây chị để cho anh ta là đi đi về về anh ta đạp mãi hết bà nọ, anh ta đi bơm mực bà kia, đúng chưa? Xong là anh ta quay về cho chị làm gì còn cái gì nữa đó, mà tiền bạc thì không đóng góp, ăn thì lui báo cô, tối thì không đạp mái, đúng không ạ? Tiền bạc thì dụ cách tìm để lợi dụng của chị. Làm ăn khi mà thua lỗ cái là ông ấy chặn số, ông ấy chạy Nếu bây chạy giờ ông ta quay về ông ta lại xin lỗi chị như những lần không. trước, ông ta đạp mái chị lần này ngon hơn lần trước. Bây giờ ông ấy cứ hoàn thành cái sổ của ba mẹ của mình ra thôi chứ còn mình không liên quan tới ông nữa. Nói chung Từ là khi chị sống với anh ta là anh chị có thấy là vợ anh ta tìm hiểu hoặc vợ anh ta gọi điện cho chị không? không Không luôn. ông ấy bà phế thải ông lâu rồi. Bà phế thải à? Đúng rồi. Giờ là đến chị phế thải nữa. Tới đây đến cái bà nào người dân tộc nào nữa là bà lại thải phế nữa, Đúng rồi. là ông này Cái về đó cắt là bụi luôn. việc của ông. Còn nói chung là bà cả này là bà đã thải ra ông nay là 20 năm rồi. Xong đến lượt chị, người ta thải rồi mình ăn chi nữa? Thì mình không biết thì mình Trời cứ nghĩ đất là quỷ ông thần còn dẫn lên ơi. anh em nhà ông ấy ở trong lên hội nghĩa. Ông có ông anh trên hội nghĩa cũng lên trên ông anh chơi. Rồi thằng cháu ông ấy Hội Nghĩa là Bình Dương hả? hội nghĩa là Ở Tân Uyên đúng Tân không? Uyên. Còn thằng cháu ông ấy thì cũng bán điện thoại rồi trà sữa ở Hiện nay chị Thanh biết là anh Hóa. ta đang ở đâu và xe anh ta đang ở đâu Xe của anh ấy thì anh ấy đang để ở nhà thằng cháu không? ở tiệm điện thoại của đất Phương Nam. Tiệm điện thoại đất tên đất Phương Nam. Đất Phương Nam ở ngay ngay gần trạm y tế Khánh Bình. Ngay Tân trạm Uyên. y tế Khánh Bình Tân là Uyên. xe đang đậu đó nhưng mà không thấy người. Không có người.
Bây giờ tất cả các số của anh ta bây giờ, của anh phi công già này bây giờ chị gọi được không? Không điện được. Ừ. Bây giờ là trong vòng gần 7 năm qua nói chung là chị rất mệt mỏi vì ông này. Ông đi đấy, đi về nhưng về mà đúng không? tôi có cái thằng số máy của cái thằng cháu, ông ấy hiện giờ đang để xe nhà nó. Nhưng mà bố tôi hôm qua bố tôi điện thì nó nói được có hai câu nó tắt máy. Ừ. Ý là nói là nhắn giùm mới là nói với thằng Bút là điện về cho ông để xem là để sắp xếp lấy sổ ra cho ông, nhưng mà nó tắt máy. Cháu ông nó tắt máy. Bây giờ nếu gặp anh ta này chị sẽ nói điều gì? Nói điều gì là yêu cầu anh ấy là bây giờ gọi bằng anh hay gọi bằng ông hay gọi bằng thằng? Bây giờ nói chung là bây giờ ông ấy, bây giờ gọi bằng ông ấy cho nó lành. Bây giờ ông ấy phải mọi điều kiện là đưa tiền để lấy cho bố tôi lấy sổ ra cho mẹ để thôi. Không nói nhiều. Mình còn tình nghĩa gì nữa không? Không, hết rồi. 6-7 năm là tình nghĩa cũng rất sâu đậm chứ. Nói chung là ông lừa như vậy còn tình còn nghĩa gì nữa, trời ơi. Nhưng mà bây giờ ông ấy hứa là ông về đạp mái đều đều, ông không đạp mái chỗ khác nữa. Dẹp ông đi. Tôi dẹp luôn hả? Có chồng khác rồi. Nói ông thế, có chồng khác rồi. À, nói với ông này bây giờ chị có chồng khác rồi. Đúng rồi. Vậy là ông ta bây giờ bỏ chị là chấm dứt là lâu chưa chị? Bao nhiêu ngày rồi? Gần 1 năm rồi. À, gần 1 năm này. Đúng rồi. Vậy là chung gần 1 năm này ông bỏ chị, ông trốn luôn rồi. Thì ông trốn luôn. Trước này ông ở với mình, ông cũng đi làm, ông cũng không phụ tiền để đóng tiền ngân hàng. Em chưa thấy một người nào giống như chị. Em đã từng tìm hiểu và từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện đến tất cả trang mạng xã hội. Mục đích chính là cho các chị gái ở tất cả các tỉnh, thậm chí là không xem mà không hiểu, thì có thể là mình cũng lấy đây một cái bài học. Nhưng mà rất nhiều các chị, đặc biệt là như chị, trước đây chị có xem trên tất cả trang mạng không? Chị có xem không? Chị có biết anh em đăng tải không? Không. Mới không biết. Mới biết. Bây giờ mới biết. Đúng rồi. Mất mới của. Biết hôm qua. Mất của mới đi rào vườn thế này. Mất trâu, mất bò mới đi. Mới biết hôm qua là người ta chỉ. Ta chỉ cho mình, mới gõ lên mình tìm. Thế trước đây chị không xem, chị xem cái gì vậy? Mới nói chung mình chỉ đi lo làm ăn, lo đi bán ba cái bong bóng thì mình chẳng có biết xem. Ồ. Giờ là mất sạch rồi. Giờ mất sạch rồi, người ta chỉ rồi mình mới. Bây giờ tuổi thì cũng lớn rồi, ở mấy ông là phí tuổi thanh xuân. 7 năm vừa qua rồi. Đúng rồi. Ông ta không giúp gì cho mình. Lẽ là ông ta ở với chị là ông ta yêu chị thật lòng ấy, là ông ta phải kiếm được bao nhiêu tiền phải đưa cho chị. Đúng rồi. Hoặc phải phụ giúp chị. Đúng rồi. Nếu không đưa cả thì có thể là đưa 1/3, hoặc là có thể là phụ chị thì ăn. Đúng rồi. Nhưng phải đàng hoàng chứ không phải là cứ đi đi về về như vậy. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Đây ông ở ta ở với chị mà ông ta có xe, ông ấy cậy là ông ấy có chiếc xe hộp đúng không? Đúng. Ông đi đi về về, ông đạp mái, ông quen ông bà nọ, ông Dũng bà kia. Mà chị cũng rất dở luôn, chị lại còn đi vay tiền, biết ông đi đạp mái chỗ khác rồi, bơm mực chỗ khác rồi, chỉ cần là đi vay cho ông 8 triệu nữa. Thì đó. Sai lầm chưa? Thì ông ấy về ông năn nỉ, ông nói ông ấy đi ga la la gì ai biết được phải không? Gana nào mà gara? Gana gì? Ông này đâu có gana gì. Ông này là gọi là ông này là gọi là đại gia, nhưng mà đại gia này đại gia lừa rồi. Chứ không yêu thương chị thật rồi. Thì ông yêu thương thì ông đâu có phải để mình. Đúng chưa? Bây giờ chị có điều nào chị nói chuyện thẳng thắn trên video này, hy vọng là ông ta xem được. Mời chị lên tiếp, chị nhìn thẳng vào đây chị nói. Bây giờ tôi yêu cầu ông ấy là đọc tên luôn, họ tên luôn. Nguyễn Ngọc Bút, bây giờ tôi yêu cầu là bây giờ là 1-2 ngày tới ông phải đến nhà tôi nói chuyện với tôi rồi lấy sổ ra cho bố mẹ tôi. Để thôi, tôi không nói nhiều. Tôi yêu cầu vậy mới có 8 triệu tiền của gì tôi nữa là phải trả luôn. Rồi cái tiền đóng lãi hơn 1 năm nay, gần 2 năm nay nữa, ông phải hoàn toàn trả cho tôi. Mình giờ còn yêu nữa không? Không. Hết yêu đúng không? Ông ấy làm cái trò tồi bại như vậy mà yêu gì ông? Em hỏi một câu chuyện thế như là ông ta ở với chị là ông ta so với một người đàn ông thì ông ta có khỏe không? Ông khỏe lắm đó. Ông khỏe lắm à? Đêm mà ông ấy nhiều nhất là ông ấy đòi, có đòi hỏi chị bao nhiêu lần không? Không. Hay là cứ mỗi hôm đều một lần thôi? Thì nói chung là không phải là một lần, mà có khi có khi không, tức là phải lúc nào ông cũng đòi. Thế thì ông đâu phải khỏe? Ông đi người khác rồi, nhiều khi ông đi có biết được ông. Ông đi bơm một chỗ khác rồi đúng không? Đi bán, đi buôn tới 9-10. Nhưng mà chị ông ở với chị có chiều ông giữ không? Nói chung là cũng đầy đủ, cơm lo 3 bữa. À, cơm. Còn nói chung là cơm bưng nước rót đúng không? Ông muốn ăn cái gì mình mua cái đó. Ừ. Chị có bồi bổ cho ông cái gì không, để cho ông khỏe không? Không, ông ấy thì nói chung ông khỏe sẵn rồi. Ông khỏe sẵn à? Tướng ông lực lưỡng đấy. Ông nói chung là ăn uống thì đều khỏe không? Mình mua đầy đủ hết. Ông chẳng mua cái gì hết. Không mua gì. Thế tiền thì ông ấy về bao giờ, ông ấy bao giờ ông khoe chị là hôm nay anh được cái này không? Không. Không khoe. Không khoe. Không nói gì cả. Không. Thế mình ở làm cái gì không biết, em chưa biết hiểu. Tháng được 5 triệu mấy, nhưng mà đổ xăng với đổ cỏ hết rồi. Đi làm bảo vệ tháng được. Đi làm bảo vệ chạy xe hộp. Ừ. Chị thấy vô lý không?
Bây giờ luôn nuôi chi phí một cái xe là tháng trên dưới 10 triệu mà ông làm bảo vệ là tháng 5 6 triệu mà ông lua ra mà dám chơi xe nên em thấy là ông này chứng tỏ là ông này có thể là ông ấy mượn ông có thể ông thuê xe của ông xe ở đâu đó ông đi lừa người khác rồi. Đâu có xe của ông, đậu của nhà tôi, Nhưng mà ông đúng xem tên của ông không? giờ gõ lên mạng là Nguyễn Ngọc Bút, xe của ông À. Ông ta chạy dịch vụ đúng không? trước là ông có hợp đồng dịch vụ đấy, nhưng mà sau này thì tôi không biết ông làm gì nữa. Từ cái hồi ông bỏ tôi là tôi không biết ông làm gì nữa. Giờ hiện bây giờ là xe của ông đang đậu ở nhà đứa cháu, biết À, không? Tôi rồi. phát hiện một tuần nay. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị. Hôm nay chị về đây chia sẻ cái câu chuyện này, chị khẳng định là cái câu chuyện của chị ấy, mấy người tình là Nguyễn Ngọc Bút này ấy, là một người tình già 65 tuổi là chị khẳng định là câu chuyện của chị đúng hay sai? Đúng. Đúng. Nếu sai chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nhé. Ok, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Nha. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chính mình Dương, các anh em sẽ cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin của anh Nguyễn Ngọc Bút phi công già thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 785858, anh em sẽ tìm cách để giúp hỗ trợ cho chị để chị mong muốn lấy lại tài sản của mình, lấy được cái sổ đỏ ngân hàng về. Dạ hôm nay với chị về đây nhờ anh em mình phía Bình Dương thì cái hình này chị có đồng ý cho các anh em đăng tải chia sẻ thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm anh không? Tôi đồng ý. Đồng ý. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị, chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công. Dạ cuối video cho phép công trần trên thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào hẹn gặp lại.